chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn làm một con vật nữa. Đây là một con hổ đó các bạn. Mà mình nhìn con hổ này nó tự tưởng với giống con mèo thế nào á. Bây giờ các bạn hãy cùng coi video và làm con hổ này với mình nha. Để làm được một con hổ từ chai nhựa thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một chai sữa như thế này nha. Đây là chai sữa su su đó các bạn. Các bạn cũng có thể dùng loại sữa fizzy cũng được nha. Rồi, giấy xốp màu cam, màu vàng đậm và một tờ xốp màu trắng dày 3 ly như thế này nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng làm với mình nè. Trước tiên thì mình sẽ dùng xốp màu cam để vẽ cái đầu của con hổ nha các bạn. Mình sẽ đo nó lên cái vòng tròn này là bao nhiêu nha. Rồi chúng ta sẽ vẽ này. Rồi, đã được phần của cái đầu chú hổ rồi đó. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ dán phần miệng chú hổ bằng màu vàng nha các bạn. Các bạn sẽ đặt lên đây và vẽ cho mình nè. Tiếp theo mình sẽ dùng bút dạ đen, mình vẽ cái phần mũi và những cái chi tiết khác của cái mặt con hổ nha các bạn. Rồi chú hổ thì sẽ có những cái đường vàng nữa nha. Rồi như vậy là mình được cái phần đầu của chú hổ rồi nha các bạn. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cắt một đoạn màu cam để mình bao cái phần thân của nó lại nha. Rồi như vậy là chúng ta đã bao được cái phần thân chú hổ rồi nha. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ dán cái đầu nó vào nè. Mình vẽ cái phần cái biên dán xuống phía dưới làm cái bụng nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cắt cái phần chân và đuôi của chú hổ luôn nha. Chú hổ thì mình sẽ dùng xốp trắng để cho nó cứng nha các bạn. Mình sẽ cắt hai cái đoạn chân có bề rộng là bằng cái hộp sữa của mình á. Rồi đây là hai cái chân. Trên này sẽ là cái độ cong để mình dán ôm vào cái hộp sữa của mình này. Đó, các bạn tưởng tượng sẽ như thế này nha. Đó. Rồi vậy là mình có hai phần chân rồi nha các bạn. Đuôi của chú hổ thì mình sẽ dùng màu cam này.
các bạn cắt phần đuôi nó hơi uốn cong một xíu như thế này nha. Rồi mình sẽ gắn cái chân chú hổ vào. Gắn cái chân ở dưới cái phần cổ đây nha các bạn, cái phần cong cong của cái chai sữa. Sau khi mình gắn xong chân sau thì mình có thể đo cho cái chú hổ của chúng ta nó đứng được cân bằng, rồi mình cắt bớt cái phần chân đi cho nó bằng nhau nha các bạn. À, cái đuôi thì phía trên này mình sẽ tô màu đen nha, là cái phần lông của con hổ đó. Rồi phía trên lưng của con hổ thì sẽ có những cái đường vàng đó nha các bạn. Thì những cái đường đó mình sẽ dùng bút dạ để mình vẽ vào nha. Rồi bây giờ các bạn vẽ những cái đường vàng với mình nè. Những cái đường vàng thì sẽ có đường ngắn, đường dài nha các bạn. Đó, các bạn cứ vẽ song song theo cái lưng con hổ là được rồi. Rồi như vậy là con hổ chúng ta hoàn thành rồi đó các bạn. Và đây là con hổ của chúng ta nè.